Membrane. Xin chào các bạn, rất vui hôm nay được gặp lại các bạn trong phần bài tập tiếp theo về mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích Crazy and Clowns the Purpose. Phần ngữ pháp các bạn vừa nghiên cứu chắc hẳn rất là rõ ràng và chi tiết rồi đúng không nào? Và hiển nhiên là các bạn sẽ vận dụng tốt vào hai bài tập bên dưới. Như vậy, mình sẽ chỉ giúp các bạn kiểm tra lại tính chính xác của đáp án thôi nhé. Vào bài tập, chúng ta cùng ôn lại lý thuyết. Cụm từ chỉ mục đích gồm có to infinitive, in order và so as cộng to infinitive. Còn mệnh đề thì chúng ta có so that và in order that. Chúng ta đến với bài tập đầu tiên. Combine each pair of sentences into one using a clause of purposes. Kết hợp các cặp câu sau thành một câu bằng cách sử dụng mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích. Chúng ta hãy cùng xem qua ví dụ. Rachel wanted to watch the news, she turned on the TV. Mục đích của Rachel chính là xem tin tức. Như vậy, cô ấy đã bật TV. Vì sự việc đã xảy ra, câu được chỉ thị quá khứ đơn. Cho nên khi áp dụng cấu trúc so that, chúng ta sẽ dùng could. Rachel turned on the TV so that she could watch the news. Chúng ta đến với câu thứ nhất. I approached the crowd today. I wanted to get there on Daniel's birthday. Mục đích của người nói chính là ở bên phía sau. Wanted to get there on Daniel's birthday. Ngoài so that, in order that cũng có nghĩa tương tự các bạn nhé. Như vậy chúng ta sẽ có câu I approached the car today in order that I will get there on Daniel's birthday. Chúng ta đến với câu số 2 của bài tập. Lee turned down the radio. I want to be able to get to sleep. Câu số 2 không làm khó được các bạn đúng không nào? Please turn down the radio so that I could get to sleep. Chính là câu chúng ta cần. Và bây giờ chúng ta đến câu số 3. She locked the door, she didn't want to be disturbed. Vừa rồi, chúng ta đã sử dụng hai cấu trúc của mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích. Với câu số 3 này, các bạn thử sử dụng cụm từ xem nào. Cụm từ gợi ý của mình là in order cộng to infinitive. She locked the door in order to be disturbed. Còn thiếu gì không nhỉ? Chính xác rồi, đã có một vài bạn quên mất thể phủ định trong câu. She locked the door in order not to be disturbed. Các bạn nhớ chú ý nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 4. I gave her my address. I wanted her to contact me. Với câu số 4, các bạn cần phải chú ý đến thì quá khứ đơn. I gave her my address so that she could contact me. Và bây giờ là câu tiếp theo, câu số 5. I'm going to cash a check. I want to make so that I have enough money to go shopping. Câu nào chỉ mục đích các bạn nhỉ? Chính xác rồi. To make sure that I have enough money to go shopping. Như vậy chúng ta sẽ có câu viết lại như thế nào? I'm going to cash a check so that I have enough money to go shopping. Chúng ta đến với câu số 6. I slowed down. I wanted the car behind to be able to overtake. Đến câu số 6 thì mình nghĩ chắc hẳn không cần sự gợi ý nữa, các bạn cũng có thể hoàn thành tốt. Để mình kiểm tra một chút nhé. Câu trả lời quá chính xác. I slowed down in order that the car behind could be overtaken. Và bây giờ là câu số 7. Jason is planning to take a semester off. He was traveling Europe. Mục đích của Jason chính là đi du lịch châu Âu. Như vậy chúng ta sẽ có câu viết lại. Với so that, Jason is planning to take a semester off so that he can travel in Europe. Và bây giờ là câu số 8. I whispered, I didn't want anybody else to hear our conversation. Tôi thì thầm để làm gì nhỉ? Tôi không muốn bất cứ ai nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta. I whispered so that nobody else could hear our conversation. Wow! The little boy pretended to be sick. He wanted to stay home from school. Vì muốn trốn học mà cậu bé đã giả vờ ốm. Mục đích quá rõ ràng, tuy nhiên thật là không tốt phải không nào? Chúng ta sẽ có câu viết lại như thế nào đây? The little boy pretended to be sick in order that he could stay home from school.
Và bây giờ là câu cuối cùng của bài tập 1 rồi. Bây giờ điều mình muốn nhắc các bạn lại một lần nữa chính là hãy chú ý vào thì để sử dụng động từ khiếm khuyết thích hợp nhất nhé. Câu số 10. I turned on the TV. I wanted my roommate to study in peace and quiet. Chúng ta có câu viết lại. I turned off the TV so that my roommate could study in peace and quiet. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Ở bài tập này, các mục đích của người nói sẽ thể hiện rất rõ. Các bạn chỉ cần luyện tập cách sử dụng mệnh đề và cụm từ sao cho đúng. Chúng ta xem yêu cầu của bài tập số 2 nào. Change phrases to clauses the purpose or vice versa. Chuyển cụm từ thành mệnh đề chỉ mục đích hoặc ngược lại. Câu thứ nhất. Ali borrowed the eraser so that he could erase the mistake in his composition. Động từ chính trong vế chỉ mục đích này chính là to erase. Vế trước của chúng ta là Ali borrowed an eraser. Rất đơn giản, các bạn chỉ cần sử dụng cụm từ thích hợp để nối hai vế với nhau. Chúng ta sẽ có câu Ali borrowed an eraser to, hoặc là so as to, hoặc là in order to erase a mistake in his composition. Và câu 2. She learning English so that she can study in the United States. Study chính là động từ chính thể hiện mục đích của người nói trong câu. Câu này dùng với cụm từ in order như thế nào nhỉ? She learning English in order to study in the US. Câu số 3. The staff are working at weekends so as not to delay the project any further. Câu số 3, các bạn sẽ đổi ngược lại từ cụm đề sang mệnh đề chỉ mục đích. Mệnh đề thì phải có đầy đủ chủ vụ và vị ngữ các bạn nhé. Tân ngữ project bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm chủ ngữ và thể bị động trong câu cũng sẽ được thay đổi theo. Một điều cần lưu ý nữa chính là thể phủ định và thì được sử dụng trong câu để các bạn có thể lựa chọn động từ thích hợp nhất. The staff are working at weekends so that the project is not hoặc là won't be delayed any further. Chúng ta chuyển sang câu số 4. We moved to London so that we could visit our parents more often. Câu số 4 là chuyển từ mệnh đề sang cụm từ. Nào, các bạn sẽ viết lại câu này như thế nào đây? We moved to London in order to visit our parents more often. Chúng ta tiếp tục với câu số 5. We're having to borrow money in order to pay our bills. Đến bây giờ thì các bạn đã thấy dễ dàng hơn rồi đúng không nào? Xác định động từ, chọn trợ động từ thích hợp và quan trọng là phải thêm chủ ngữ. Chúng ta sẽ có một mệnh đề chỉ mục đích được viết lại cực kỳ chính xác. We're having to borrow money so that we can pay our bills. Và ở câu số 6. I left the door open so that Harry could get in. Ở câu số 6 này có một chút khác biệt các bạn cần hiểu rõ. Mục đích của người nói bây giờ chỉ sang một đối tượng khác. Chúng ta sẽ sử dụng cụm từ for somebody to do something để cho ai làm gì. Như vậy, chủ ngữ Harry sẽ được đổi thành tân ngữ trong câu viết lại. I left the door open for Harry to get in. Nào, bây giờ câu số 7. Chỉ là chuyện nhỏ đối với các bạn đúng không nào? I'm going to be very careful so that I won't have an accident. Nào, bây giờ mình chỉ chờ nghe đáp án chính xác từ các bạn thôi nhé. Đúng rồi, I'm going to be very careful in order not to have an accident. Tôi phải rất là cẩn thận để mà không gây ra tai nạn. Và bây giờ là câu số 8. The government took the measures in order to reduce crime. Chính phủ đã sử dụng những biện pháp này để giảm thiểu tình hình tội phạm. The government took the measures so that they could reduce crime. Chỉ còn hai câu nữa thôi là các bạn đã làm đúng hết bài tập 2 rồi. Nhớ đừng quên nói trong câu số 9 nhé. He wore glasses and false beard so that he wouldn't be recognized. He wore glasses and false beard in order not to be recognized. Và cuối cùng là câu số 10. I lowered the volume on the TV set so
so as not to disturb my neighbors. Khi các bạn làm câu số 10, các bạn lại chú ý đổi từ ngữ neighbors thành chủ ngữ khi chuyển sang mệnh đề. I lowered the volume on the TV set so that my neighbors would not be disturbed. Wow, chúc mừng các bạn đã làm được hết cả hai bài tập. Những bạn nào còn sai thì hãy chú ý đến những điểm ngữ pháp mà mình vừa nhắc trên nhé. Chỉ cần nắm vững lại lý thuyết, cẩn thận một chút thì bài tập về mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích sẽ không còn làm các bạn sợ tốt mồ hôi nữa. Mình xin tặng bạn cụm từ chỉ mục đích này để tăng động lực học hơn nữa nhé. Learn harder to be perfect. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.